Xin chào các thầy cô giáo ạ. Khảo dụ. Xin chào các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang thân mến. Sau đây là chương trình phát thanh thanh niên số thứ 2, số đặc biệt chào mừng ngày 8 tháng 3 của câu lạc bộ ống kính học đường. Mình là Khánh Linh, học sinh lớp 10 tin và đây là bạn dẫn của mình. Mình là Hoài Hương, lớp 10 Anh. Các bạn thân mến, chúng ta sắp chào đón một ngày đặc biệt, ngày dành cho phái đẹp, một ngày mà cái đẹp lên ngôi, ngày mà cả thế giới tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đúng vậy, một ngày trọng đại. Để hiểu rõ và trân trọng hơn ngày lễ này, hãy cùng nhìn lại lịch sử của những vẻ đẹp yếu đuối, nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ máy móc, vũ khí nào, nhẹ nhàng, nhưng bất khuất hơn bất cứ sử thi nào. Đó là lịch sử của vẻ đẹp người phụ nữ, lịch sử của ngày 8 tháng 3. Để có một ngày 8 tháng 3 tràn ngập hoa hồng và những lời chúc, thì người phụ nữ đã phải trải qua hàng thế kỷ bị chèn ép trong quan điểm trọng nam khinh nữ. Họ đã cam chịu những gì mà xã hội cũ đè nén, nhưng không, điều đó không phải mãi mãi. Họ đã đứng dậy, đấu tranh và giành lại cho mình quyền bình đẳng, sự tôn trọng mà đáng lẽ họ xứng đáng được hưởng từ lâu. Trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh, vẻ đẹp người phụ nữ đã lên ngôi và tỏa sáng. Ngày 8 tháng 3 năm 1975, Liên Hiệp Quốc bắt đầu chú ý và tổ chức Ngày Quốc tế Phụ Nữ. Năm 1977, nghĩa là 2 năm sau Ngày Quốc tế Phụ Nữ, Liên Hiệp Quốc quyết định mời các nước dành một ngày để nói lên quyền lợi của người phụ nữ và hòa bình thế giới. Và ngày 8 tháng 3 được chọn để trở thành ngày lễ chung cho nhiều quốc gia trên thế giới. Những người phụ nữ đã chứng minh rằng họ là phái đẹp, không phải là phái yếu. Lịch sử đã được làm nên bởi những bàn tay nhỏ bé, thế giới đã được cân bằng từ những trái tim khát khao tự do và bình đẳng. Thế giới tôn vinh người phụ nữ. Ở rất nhiều quốc gia, họ đã tổ chức những hoạt động long trọng kỷ niệm ngày 8 tháng 3. Và ở Việt Nam, 8 tháng 3 chính là ngày mà chúng ta thể hiện sự tôn trọng với phái đẹp. Trong ngày này, phái nam tặng phái nữ những bông hoa hồng và những món quà ý nghĩa. Người chồng thể hiện sự thủy chung của mình với người vợ. Các bạn thân mến, để chào mừng ngày lễ trọng đại này thì ở trường chuyên của chúng ta cũng tổ chức rất nhiều hoạt động và nổi trội nhất đó là hội thi bạn gái khéo tay được tổ chức vào đúng ngày 8 tháng 3. Không chỉ thế, qua chương trình quà tặng âm nhạc, chúng tôi nhận được rất nhiều những lời chúc ý nghĩa và những món quà từ các bạn nam gửi cho các bạn nữ và từ các học sinh gửi đến các cô giáo của mình. Từ rất nhiều những yêu cầu gửi đến cho chương trình, chúng tôi xin trích dẫn một lời chúc từ các bạn lớp 10 tin K21 gửi đến cho các cô giáo đang công tác tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Nhân ngày 8 tháng 3, tập thể lớp 10 tin K21 xin gửi đến các cô giáo đang công tác tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang nói chung và các cô giáo đang giảng dạy tại lớp 10 tin nói riêng những tình cảm chân thành nhất. Chúng con cảm ơn các cô đã dìu dắt chúng con nên người, tự tin bước vào cuộc sống. Cảm ơn sự yêu thương, lo lắng của các cô dành cho chúng con như những người mẹ chăm lo cho đàn con thơ bé. Cảm ơn những tháng ngày các cô miệt mài bên trang giáo án để sớm mai lên lớp, chắp cánh cho chúng con trong bầu trời tri thức rộng lớn. Từ những trái tim nhỏ bé hòa cùng nhịp đập, cùng với ca từ trong bài hát Con yêu mẹ. Chúng con chúc các cô luôn mạnh khỏe, trẻ với tuổi đời, trẻ với tuổi nghề và thành đạt trong cuộc sống. We love you. Con thơ bé, con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè để được mẹ dỗ dành và kể con nghe những câu chuyện cổ tích. Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây để con được giấc ngủ say, muôn yên bình trong những giấc mơ đêm về tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho. Những năm tháng tao tần nuôi nấng con nên người, trọn đời con sẽ mãi không quên. Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia. Con yêu mẹ nhiều lắm. La 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 la.
Ngày xưa khi còn thơ bé, con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè để được mẹ dỗ dành. Và kể con nghe những câu chuyện cô tích, từng đêm mẹ vẫn ngồi đây để con được giấc ngủ say, luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con. Sẽ mãi không quên. Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ yêu hỡi, những vấp ngã trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn rất bên. Những năm tháng tao tần nuôi nắng con nên người, chọn đời con sẽ mãi không quên. Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia. Con yêu mẹ. Và tiếp theo chương trình là một lời nhắn của một bạn nam với cái tên rất đặc biệt là Chris Lê Giang, gửi đến 16 bạn nữ cùng lớp. Có một truyền thuyết kể lại rằng, sự xuất hiện của 16 bạn gái tinh ca 19 là sự hội tụ của 16 loài hoa quý nhất của thiên nhiên. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng, một nét yêu kiều riêng, nhưng tất cả đều cùng nhau tỏa hương thơm ngát, trang trí cho bức tranh muôn màu của cuộc sống. Tớ tin rằng, tớ, bạn và tất cả chúng ta đều nâng niu, trân trọng những loài hoa ấy. Nhân ngày 8 tháng 3, tớ và tất cả các bạn nam trong lớp xin chúc 16 tình yêu và cũng là 16 loài hoa quý luôn vui vẻ, tươi trẻ, xinh xắn, đoàn kết, học tập thật tốt, đặc biệt là thi đỗ đại học, trường mà các tình yêu mong ước nhé. I love you because we are. Ở trong cơn gió đông băng qua thời gian, chân lắng du lượt trên đường khuya, hạt mưa rơi lung linh như hạt ngọc đêm thâu, bao giấc mơ tan tình xương hoa để giờ đây che vơi bóng hình một loài hoa tháng năm. Chỉ anh với môi ấy cô đơn lạnh giá, nỗi đau khi em lìa xa. Một mình anh cô đơn, đêm từng giọt sao rơi xa quá trong anh. Ngày mình đứng đó bên nhau, đôi tay em yếu mềm để chờ mưa rơi xuống cho miên man mãi. Người về đây có thấy gió bay trên môi không? Người về đây chắc có nắng hồng mi em không? Chẳng thà thêm nhẹ vàng trên tóc em cho ngày thêm hoa, gọi bờ môi để khao khát nắng có thấy nhớ hương đôi môi em. Và làn gió có liên tiếp ngày vội vã sẽ trôi qua mau, để chờ anh với anh giữa trời, giờ lại thấy cơn mưa rơi trong mắt nhạt nhòa. Sao rơi sao qua trong anh, ngày mình đứng đó bên nhau, đôi ta
trên mặt má đây. Người về đây có thấy gió bay trên môi không? Người về đây chắc có nắng hồng mi em không? Chẳng ta là một chút hương thơm nhẹ bay trên tóc em cho ngày thêm ngoan. Gọi bờ môi này khao khát, nắng có thấy nhớ hương đôi môi em? Và làn gió có liên tiếc, ngày vội vã sẽ trôi qua mau để chờ anh với anh giữa trời. Giờ lại thấy cơn mưa rơi trong mắt nhạt nhòa. Này nhớ khẽ khẽ trên môi thế thôi. Sợ rằng sợ mai khi giấc mơ kia bông tan, chẳng tìm thấy được muôn lần nỗi nhớ. Chẳng tìm thấy thắp thoáng mong gian dù đã tan vỡ dù mãi tan biến. Chẳng nhận ra đôi khi em một giọt mưa là một thoáng mây khói em mơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những yêu cầu để làm cho chương trình ngày càng phong phú. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.